Vâng, Tiến Minh Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc, cũng như là chúc những anh em thợ máy một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay mời anh em ghé thăm nơi đào tạo nghề của Tiến Bình Dương. Nơi đây là trung tâm đào tạo chuyên về điện Tiến Bình Dương, chuyên về điện, chuyên nhận những anh em thợ máy chưa biết gì về điện xe máy đời mới. Tiến Bình Dương nhận hỗ trợ đào tạo anh em từng cơ bản đến nâng cao về hệ thống phun xăng điện tử, cũng như là hệ thống khóa thông minh, hệ thống phanh ABS. Thì hôm nay, buổi tối hôm nay là lớp của Tiến Bình Dương đang học thực hành, còn một vài buổi cuối khóa thì anh em đang rất là hăng hái thực hành. Vì lý do lớp đông nên chia làm hai lớp, nên là hôm nay chỉ còn mười mấy người thôi. Rồi, hôm nay Tiến Bình Dương xin chia sẻ cho anh em một cái ban bệnh cũng như là cách làm như sau. Và tiện đây thì Tiến Bình Dương cũng thông báo với anh em là từ giờ đến cuối năm Tết Nguyên Đán thì Tiến Bình Dương chỉ còn một lớp học duy nhất, là được khai giảng vào ngày 28 Tây tháng 12 dương lịch 2020. Thì khóa học được kéo dài từ ngày 28 đến Tết Nguyên Đán luôn. Thì anh em nào ở khu vực lân cận Bình Dương, Sài Gòn với lại khu vực quanh quanh Bình Dương, anh em có thể sắp xếp thời gian để tham gia khóa học. Và cũng là khóa học cuối cùng trong năm 2020. Và bây giờ Tiến Bình Dương mời anh em ra xe. Tiến Bình Dương xin chia sẻ anh em cái ban bệnh này và cách làm như sau. Anh em test ra xe nổ cái nào, xem xe nổ chưa? Test nổ lên, test nổ coi. Cứ để nổ đi, cứ để nổ đi cho anh em vui. Đây là chiếc xe mô hình anh em đang nghiên cứu và thực hành đấu đường dây điện. Sau khi anh em đấu xong đường dây điện thì anh em đã thấy là FI chỉ còn vài dây quan trọng mà thôi. Rồi tắt máy đi. Tắt máy đàng hoàng đi. Rồi. Thì hôm nay Tiến Bình Dương xin chia sẻ, tắt đi. Xin chia sẻ anh em một cái ban bệnh như sau. Thì ở đây á là chiếc xe này là chiếc xe mô hình AB 213. Nhưng mà công nghệ của nó thì nó đã được đi dàn điện phun xăng điện tử của AB khóa thông minh. Thì anh em nhìn đây này, đây là con ECM khóa thông minh và đây là con SCU smart key. Đấy. Thì đây là một bộ ECM và SCU của xe khóa thông minh nguyên bản. Thì anh em sẽ thấy như sau này. Ở đây là cái bóng đèn. Bóng đèn này là bóng đèn chế smart key. Thì anh em thấy là cái đèn này đang trong tình trạng sáng liên tục. Đấy. Thì như vậy là có nghĩa là con SCU này nó đang có dấu hiệu là bị chết cái mạch điều khiển đèn này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay thế một con SCU đơn giản. Đấy. Tuy nhiên thì để thay được thì các bạn phải có một cái thiết bị được gọi là máy chẩn đoán lỗi hoặc là máy lập trình smart key. Thì anh em để ý là chúng ta mở khóa lên này. Đó. Nguyên tắc thì đèn này phải tắt, nhưng đèn này vẫn không tắt. Đấy. Thì sau khi chẩn đoán thì anh em quyết định là đã bị lỗi chết con SCU này. Thì anh em nhìn đây, tôi sẽ rút này ra. Bên kia chẩn đoán đi. Đây, tôi rút con SCU ra. Con SCU này là con SCU đang bị hỏng. Và đây là con SCU mới. Rồi. Thì lúc này tôi đang lắp con SCU mới lên xe. Thì các bạn để ý là đèn báo khóa không sáng nữa. Chỉ sáng khi nào chúng ta kích hoạt khóa thôi. Đây, cái remote đang trong màu xanh. Thì lúc này chúng ta mở khóa lên. Chúng ta nhấn vào nút đè này thì chúng ta sẽ thấy cái đèn này bắt đầu sáng lên, cũng tương tự như trên xe thôi. Gắn bình cho anh em. Chống nghiêng có mở. Không phải, xin lỗi anh em. Con SCU này đang trong tình trạng không có remote. Lấy con SCU có remote đây. Đây, con SCU này có remote đây nhá.
Thì bây giờ tôi sẽ cắm đây cho anh em coi. Đó. Rồi, thì các bạn thấy là đèn báo khóa sáng lên và chúng ta mở khóa lên này. Đấy, thì lúc này cái hệ thống lỗi smart key nó đang báo. Thì đối với cái lỗi smart key nó đang báo như thế này á, thì đây được gọi là cái lỗi là đăng ký ID không thành công. Tức là con eSIM này với lại con SCU này không phải là của nhau các bạn nhé, không phải là của nhau, cho nên xe không thể nổ được. Và đồng thời là mở khóa lên đèn báo lỗi và bấm đề không được, không đề được. Rồi, và nó nháy lỗi. Rồi, và nguyên tắc khi mình tắt khóa, khi mình tắt cái hệ thống bảo mật khóa đi thì cái đèn báo khóa trên đồng hồ nó phải tắt. Đó, nó phải tắt như vậy thì đây mới là nguyên bản. Thế vậy thì bây giờ cái con SCU của chúng ta đang bị lỗi, con SCU của cái xe này đang bị lỗi. Con SCU này các bạn nhìn nhá, đây con này đang bị lỗi, thì cái lỗi này là lỗi phần cơ. Đấy, các bạn thấy chưa, mình cắm vào là cái đèn này sáng luôn này, đèn này luôn sáng này. Thì hiện tại là con này là do bị chạm dây mát điều khiển khóa vào dây nguồn 12V cho nên nó bị chết con SCU này. Thế vậy thì bây giờ nếu sau này anh em gặp cái tình trạng này của khách thì chúng ta muốn thay được con SCU này mà giữ lại được cái đồng mắt này, nếu đúng nguyên lý, đúng nguyên lý và nguyên tắc của kỹ thuật, thì khi chúng ta thay cái SCU này thì phải bỏ luôn cả cái remote này, phải bỏ luôn. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm cách như sau. Đây là con SCU mới, nhưng con này lại không có remote, không có remote. Còn đây là cái con SCU trên xe có remote. Thế vậy thì bây giờ chúng ta muốn thay thế mà để giữ lại được cái remote nhá, muốn thay thế cái con SCU chết mà vẫn giữ được cái remote cũ này, thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Bây giờ tôi sẽ lấy thiết bị ra để tôi copy dữ liệu từ con này thả qua con này. Rồi mời anh em ra bàn làm việc. Lấy máy đi em. Lấy máy với cái jack AB. Rồi, thì trước khi chúng ta muốn lập trình cái này thì anh em phải khoét cái con SCU cũ ra và khoét luôn con SCU mới ra. Nhá. Đó, chúng ta phải khoét cả hai như thế này. Khoét cả hai như thế này thì bắt đầu chúng ta mới can thiệp được bằng máy. Lúc này khi chúng ta, tức là khi cái con SCU mới này này, thì đây là cái mã ID có sẵn rồi. Thì bây giờ lúc này chúng ta không cần đến nó nữa. Không cần đến nó nữa. Bởi vì khi chúng ta sử dụng cái công nghệ là copy dữ liệu từ con này thả qua con này, thì chúng ta không cần dùng ID của cái con này. Rồi, chúng ta nhớ nhé. Đây, tôi phải đánh dấu lại để cho anh em biết là con cũ con mới nha. Nhớ nha, đây là con mới nè, đây là con cũ. Rồi, tôi sẽ làm để giữ lại cả remote này. Thì bằng cách là copy dữ liệu thằng này đưa qua thằng này, là cái remote này nó cũng sang theo. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là dùng cái máy này và cộng cáp cho cái ghế đi. Cứ để nguyên, đứng quá nhé các bạn, không cố tình. Rồi, chúng ta sẽ cắm cái con SCU cũ. Rồi, chúng ta hàn vào vị trí chân này. Thế để hàn cho đúng vào vị trí chân thì chúng ta phải có sơ đồ nhé. Chúng ta có thể dùng sơ đồ là chúng ta vào cái app, chúng ta có thể tải cái sơ đồ có tên viết tắt là ALL Moto ha, gọi là ALAO. Đây, cái sơ đồ nó sẽ có như thế này. Đây nha anh em, đó, sơ đồ đây, phần mềm đây. Chúng ta vào app iMoto. Rồi chúng ta vô tra cứu Honda. Rồi chúng ta chọn xe AB Vision xe chung ha. Rồi smart key này. Rồi chúng ta kích vào smart key. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm. Thì đây anh em thấy không, trong sơ đồ cũng có chỉ rồi này. Cái vị trí để chúng ta khoét, cái vị trí để chúng ta cần khoét. Và đây là cái vị trí để chúng ta cần hàn dây vàng trên đen dưới. Rồi bây giờ tôi sẽ làm theo như vậy. Đừng rung. Ai cho tôi xin tí 500 ánh sáng. Tại vì do cái này mình khoét nó ấy, mình khoét nó
không được thẳng lỗ, cho nên là hơi cầm tí, đừng có đụng vào đó nữa, dũng. Và sau khi chúng ta hàn xong theo đúng như trong sơ đồ của app. Đó. Rồi, hàn đúng theo sơ đồ của app thì lúc này chúng ta kết nối với máy. Chúng ta nhớ nha, trong quá trình làm này thì cái hai cái cọng dây vàng với lại dây đứng đục ván. Cái cọng dây màu vàng và cọng dây màu đen này chúng ta phải làm cẩn thận, đừng có để nó bị đứt ngắt quãng nha. Nếu chúng ta mà vô tình chúng ta đang đọc thế này mà cái cộng hai cộng dây này mà bị xúc ra ngắt quãng, hoặc là bình bị yếu điện, hết điện đột xuất đó, thì chúng ta sẽ xảy ra cái tình trạng là bị dữ liệu bị mất nha. Rồi chúng ta lấy dây nguồn đấy, nguồn đâu? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái mục Smart Key, Enter, Honda, Enter, Honda bộ SCU 2 rắc, Enter, lập trình tự động, Enter. Chúng ta vào cái phần FCU copy á, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, cho đến khi nó chạy được 100% thì lúc đó chúng ta sẽ gỡ cái dây hàn ra, sau đó chúng ta phải để điện bình để nguyên trong máy, không được rút điện ngang của máy nha. Chúng ta vui lòng chờ trong vòng 2-3 phút gì đấy nha. Ngàn watt mà 25V, tù nào tù điện là cũng nổ hết. Như vậy là chúng ta đã sắp hết khoảng 5-6 phút rồi, khá là lâu. Anh em phải kiên trì nhá, đủ 100% là thành công. Sau khi nó đọc xong được 100% rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ngắt kết nối SCU ra. Rồi, thì các bạn đã thấy là gì? Lúc này cảnh báo dữ liệu của SCU đã rút ra rồi đó ha. Rồi bây giờ chúng ta rút cái rác này ra này. Giờ chúng ta rút cái rác ra. Nhưng cái máy để nguyên không được rút điện. Đấy, máy chúng ta để nguyên nhá, không được rút điện. Rồi, chúng ta xả mối hàn ra, chúng ta chấm sang con mới. Để mà chói lắm gì cả. Tay soi từ bên này qua. Quên mất cái chân rồi. Trên vàng dưới đen này, trên đen dưới vàng này, trên đen à dưới đen. Sau khi chúng ta hàn xong thì chúng ta nhớ cũng phải chắc chắn nha. Rồi, sau khi chúng ta hàn xong thì chúng ta cũng lại tiếp tục nhấn OK nhiều hai lần, ba lần gì đó. Chúng ta nhấn đồng ý. Nhấn đồng ý. Đấy. Thì như vậy là copy dữ liệu SCU thành công. Bây giờ chúng ta đã có thể ra xe để thử.
Của da có chưa ta? Của da cũng làm vậy luôn. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta đã có hai SCU sử dụng chung một remote. Rồi bây giờ tôi sẽ test cái con mới lên xe cho anh em coi. Đấy, các bạn thấy không? Có remote là mình cắm vô cái là xe nó có điện liền. Rồi chúng ta mở khóa. Đó, mọi người thấy là bơm xăng đã bơm, đèn FI tắt và còi báo lỗi không báo và đèn báo khóa đã tắt. Đó thì đây chính là cái nhu cầu của chúng ta. Đó là thay con SCU mới và đèn này giờ đã hết bị chập. Rồi, và đèn nổ máy. Gì đấy? Lại câu dây gì sai đấy? Cái xe ta đang nổ ngon lành mà. Hết xăng rồi. Sàng cái gì mà sàng? Không, có làm gì dây tuột dây không? Đó, xe không có dây mát thì nguy hiểm không? Chết thật đấy, tôi nói các ông rồi mà. Đừng có mỗi người đụng vào. Câu vào dây mát đây. Thiếu mát là sao chạy? Kẹp chặt vô, kẹp chặt vô. Rồi rồi. Bóp bóp lại lấy kia tay bóp cái lại thử. Bỏ ra đi, kẹp cho đàng hoàng coi. Người lớn hết rồi mà. Xe nó nổ êm vậy, các ông làm ăn. Đó, như vậy là một remote đã sử dụng 2 SCU. Đó, bây giờ tôi lại test lại cho anh em cái con cũ nha. Đây, thì con cũ của chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Đó. Nhưng các bạn đã thấy là sao nhỉ? Cái đèn báo khóa này nó đang bị sáng này. Đó. Thì cái này gọi là con SCU này nó đang dò điện. Đó, tắt khóa đi rồi vẫn dò này, thấy không? Và chúng ta ấn lúc ăn lúc không này ha. Lúc ăn không à. Cầm con SCU lên thì này lại ăn này. Đấy. Thả SCU xuống này. Ấn lên này. Đó. Không ăn, thấy không? Một cái ban bệnh rất là lạ. Đây chúng ta nhìn nè. Tôi nhấn nút đèn nè. Nó không ăn điện, thấy không? Cầm con SCU lên. Thì SCU ăn điện này. Đó. Mở khóa. Vẫn hoạt động bình thường. Rồi thế thì như vậy thì chúng ta sẽ kết luận cái căn bệnh này là căn bệnh như sau này. Con SCU này bị hỏng là hỏng cái mạch điều khiển đèn báo sờ bắc cây. Và đồng thời là hỏng cái mạch nhấn đánh thức SCU lúc ăn lúc không. Rồi và chốt con này chúng ta cần thay mới. Và như vậy là chúng ta đã thay mới xong một con khác. Và vẫn giữ lại con SCU để tiết kiệm tiền cho khách hàng. Rồi. Ok. Rồi, chúc anh em thành công. Những anh em nào đang sử dụng máy thì cố gắng mà theo dõi video này thật nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.